Chiều ngày 20 tháng 11, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tiến độ triển khai xây dựng các tuyến đường sắt đô thị còn chậm so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, hiện tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên cơ bản hoàn thành công tác thi công và tiến hành chạy thử toàn tuyến. Tuy nhiên, dự án bị ảnh hưởng bởi các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng, đơn giá nguyên vật liệu biến động, công tác kết nối các công trình phụ trợ liên quan. Tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương hiện công tác giải phóng mặt bằng vướng pháp lý. Việc thu xếp tài chính cho dự án phức tạp, tư vấn IC đột ngột chấm dứt hợp đồng làm phát sinh nhiều vấn đề. Đối với các dự án còn lại, gồm tuyến metro số 2, giai đoạn 2, đoạn Bến Thành Thủ Thiêm, tuyến số 3A, Bến Thành Tân Kiên, tuyến số 5, giai đoạn 1, ngã tư Bảy Hiền cầu Sài Gòn, tiến độ thực hiện các thủ tục chậm do vướng công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án liên quan. Hiện các tuyến này chỉ mới ở công đoạn thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hỗ trợ nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi, cập nhật tổng mức đầu tư, giải trình thông qua đề xuất dự án.